Chào anh em, hôm nay mình làm con Nova này, Tina này và nó bị cái hiện tượng là cái thắng của nó đạp không ăn nhá. Đây là cái dàn thắng sau của nó mình vừa tháo ra, đây mình tháo ở trong đây ra, đó. Và hiện tượng là nó đạp nó không ăn nhá. Cái này hiện tượng nó bị liệt cái bít tông ở trong đấy nhá. Và bây giờ cái đồ này mình mua nó khó, cái đồ theo xe mua khó thì bây giờ mình sẽ chế một cái, mình dùng cái đồ khác và mình sẽ chế lại nhá, rồi mình sẽ ráp vô. Đây cái đồ của nó đây và cái đồ chế đây thì nó khác nhau cái bát ốc. Cái bát ốc nó cũng khác nhau và cái thế nằm nó cũng khác nhau một tí. Thì mình sẽ phải chế lại tí nhá. Thì mình mua về thì nó có như này thôi. Đó. Có khoảng hơn khoảng 150 một bộ này nhá, để tính tiền Việt mình. Và mình sẽ chế lại. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái này mình đã vừa hàn rồi. Đây mình sẽ dùng cái đầu ti ở trong cái nhún này, nhún trước. Cái nhún trước là sẽ trùng với cái gai này. Đó, nó trùng với gai này mình vặn vào đây để mình tăng giảm được nhá. Để hồi có thể mình tăng giảm được. Và cái đuôi của nó, cái bát này là chính là cái bát ở nằm chỗ này, mình tháo ra mình hàn nối vào cái đầu đuôi này để cho nó tới giống như cái bát cũ của nó nhá. Đó. Nó giống như cái bát cũ của nó này. Đó, mình chỉ cần đồ lại như này nó ok thôi. À, mình ráp vô là mình có thể sửa xong được cái thắng mà ngon lành nhá. À, giá cả thì nó cũng không có đắt lắm. Đó, mình dùng đồ này thì nó không đắt, còn nếu mà đúng cái đồ của nó thì nó rất là đắt. Mua đắt mà hiện tại mình tìm nó không có. À, mình sẽ đồ này vô nhá, rồi mình ráp vô. Vừa mới ráp và thiết kế nó trùng một lỗ và một lỗ, mình phải hàn lại con ốc cho nó nhá, và bắt ốc dưới và định hình lại là mình xả gió xong là ok đấy nhá. Nó thắng giờ nó rất ok rồi. Và bây giờ mình sẽ xe này thì mình mới đi lại cho nó cái đường dây điện, thì mình người khách người ta yêu cầu thay IC mới thì mình thay luôn IC mới người ta nhá. IC của Thái này, đây IC mới nhá, thay luôn cho người ta có IC mới. Là nói IC cũ nhiều lúc nó chập chờn thì mình cũng thay luôn cho người ta có IC. Đây dây điện mình sẽ câu, cái này mình câu lại rồi mình sẽ đổi đầu điện dưới đây nhá. Còn của nó nằm phía trên sau á. Rồi, vậy là mình vừa gắn xong cục IC và mình cũng đo, mình kiểm tra lại cái đường sạc, điện sạc nó ok. Vậy là bây giờ mình sẽ đáp áo vô là xong nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau. Nhớ bấm like và đăng ký để ủng hộ kênh mình nhé. Cần khoa đài.